Để đọc hai không? Xin Chúa cho chúng con hạnh phúc, xin Chúa cho chúng con khỏe mạnh, xin Chúa. Hết hai đầu gấu. Vậy. Bà giờ bà theo ấy đạo Phật rồi mà nhân gặp Thiên Chúa thì bà cũng ấy. Bây giờ bà giờ bảo Phật bà trong với ông bà Tư Lơ đồ á là Phật tử đi, ở trong chùa mới á. Là Phật tử trong chùa mới. Còn như vậy giờ bà cái đạo nào bà cũng lại. Thì đúng rồi, bà mình không phải đạo mà bây giờ ơn trên người nào mình cũng đội ơn trên hết á. Xin Chúa cho tụi chúng con sức mạnh, xin Chúa cho tụi con sức khỏe. Anh ta đi tới á. Thank you.
linh mục Phan Hồng Trắng. Thôi vì cháu mình bán 108 đi. 107 mua giùm cho. Ôi trời. Đúng rồi, bán cho cô đó. Đó 107 cô đó. Ký cô ký cô là có 10.000 à cô. Rồi 16 xíu vậy chứ là mua là hết thảy luôn. Rồi hàng ơi 108 cho cô đó. 107 đi. Mua đi lựa cá ngon đó. Thì dạ vô tâm vậy cá sạch ngon nè vậy. Lấy mấy ký. 5 cá ngon không được cô. 1 ký rồi để chị lựa cho. Con đủ ha, con đủ ha nhờ. Dạ đủ rồi. Đây nó cá dứa rồi, 120 bán 100.000 luôn. Dạ. Dạ bán cô 100.000 luôn, ký nhiều lắm. Em bán tầm khô.